Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo thành phố Bô Sát, Thụy Điển nhằm triển khai dự án hợp tác giáo dục khoa học vì sự phát triển bền vững tại Đà Nẵng. Dự án giáo dục khoa học vì sự phát triển bền vững tại Đà Nẵng do Tổ chức Dân chủ Địa phương Thụy Điển ICLD tài trợ và chủ công thực hiện. Mục tiêu của dự án nhằm phát triển một hệ thống quản lý chiến lược cho việc thực hiện đánh giá và lĩnh hội các kiến thức nhằm thực hiện chương trình nghị sự đến năm 2030 về phát triển bền vững Đà Nẵng, góp phần thực hiện đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường, kết hợp vào quy hoạch tổng thể thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thời gian triển khai trong vòng 3 năm, từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, với 11 hoạt động chính. Do ảnh hưởng COVID-19, hầu hết các hoạt động trong năm 2020 đều phải tiến hành dưới hình thức trực tuyến. Vì vậy, cuộc họp này nhằm tiếp tục thảo luận sâu hơn về các hoạt động hợp tác thời gian tới, đồng thời thảo luận việc tiếp nhận trang thiết bị do ICLD tài trợ để thành phố tổ chức các cuộc họp và đào tạo trực tuyến trong khuôn khổ dự án. Trao đổi với lãnh đạo thành phố Bô Sát Thụy Điển tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cảm ơn sự quan tâm và trực tiếp tài trợ phối hợp của ICLD đối với việc tiếp nhận và triển khai dự án tại Đà Nẵng, nhất là khi thành phố đang trong giai đoạn quy hoạch tổng thể hướng tới sự phát triển bền vững và hài hòa. Cho biết, tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng hiện đang được kiểm soát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh khẳng định Đà Nẵng sẽ chủ động tạo điều kiện cho các hoạt động của dự án diễn ra thuận lợi và hiệu quả nhất.